Chuyên mục hỏi đáp tiên nghịch số thứ 13, khám phá thế giới tu chân kỳ diệu. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 13 của chuyên mục hỏi đáp tiên nghịch. Trong số này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khía cạnh thú vị của thế giới tu chân, nơi mà những nhân vật tài ba như là Vương Lâm và Lý Mộ Uyển đang đối mặt với muôn vàn thử thách, từ những bí ẩn về các loại đan dược đến những cuộc chiến khốc liệt giữa các tông phái, hay là những diễn biến cảm động trong tình yêu và lòng trung thành. Mỗi câu chuyện đều mang đến những bài học sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ. Các bạn hãy gửi câu hỏi của mình về các nhân vật, sự kiện hay là những thắc mắc khác trong hành trình tu luyện của Vương Lâm và những người xung quanh. Chúng tớ sẽ tổng hợp và giải đáp trong số tiếp theo, giúp các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về hành trình kỳ diệu này. Câu hỏi đầu tiên, quá trình Vương Lâm lần đầu tiên rời khỏi Chu Tức Tinh. Chu Tức Tinh chính là điểm khởi đầu cho con đường tu tiên của Vương Lâm. Tại đây anh đã chứng kiến sự diệt vong của gia tộc họ Vương, đồng thời cũng nhận được di sản của cổ thần. Cuối cùng sau khi tiêu diệt toàn bộ huyết mạch của đằng gia, anh đã bắt đầu lần đầu tiên hóa phàm trong cuộc đời. Tuy nhiên điều không ai ngờ rằng là khi quá trình hóa phàm lần này của Vương Lâm kết thúc, anh lại gặp phải boss cuối cùng của tiên nghịch. Dưới sự giúp đỡ của Vân Tức Tử, Vương Lâm đã nhận được sự cảm ngộ về ý cảnh từ năm cao thủ hóa thần của Bạch Vân Tông. Trong quá trình này anh đã lĩnh ngộ được các ý cảnh đặc biệt. Thông qua ba loại ý cảnh đặc biệt, Vương Lâm cũng dần dần nhận ra một chút minh ngộ. Anh hiểu rằng ẩn sau những ý cảnh này chỉ là những cuộc đời hoàn toàn khác biệt so với mình. Và trong những cuộc đời đó đã hình thành một loại cảm ngộ chấp nhất, đây chính là mầm mống của ý cảnh hóa thần. Khi mà Vương Lâm nhận ra điều này, anh cũng bắt đầu tìm kiếm sự cảm ngộ thuộc về bản thân. Vì vậy anh bắt đầu điêu khắc, hồi tưởng lại tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời, lĩnh hội từng chương một, với ý định thông qua đó để hiểu rõ thứ mà anh đang theo đuổi trong tâm trí của mình. Thế nhưng mà lần này anh đã bế quan suốt 10 năm, làm hỏng vô số con dao điêu khắc. Thế nhưng mà cảm ngộ mà anh tìm kiếm vẫn bị ngăn cản bởi một tấm giấy mỏng, khiến anh không thể nào vượt qua bước quan trọng nhất. Cho đến một đêm 5 năm sau, cha của Đại Ngưu không thể nào thoát khỏi sinh tử luân hồi, rời khỏi thế giới. Vương Lâm ngây người nhìn tiệm rèn đối diện, trong đầu của anh không ngừng nhớ lại dáng vẻ sảng khoái của cha Đại Ngưu. Trong hơn 20 năm, Vương Lâm không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu bữa cơm và uống bao nhiêu lần rượu tại nhà cha của Đại Ngưu. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử dưới sự luân hồi của thiên đạo không phải là điều mà Vương Lâm có thể thay đổi. Dù anh có sử dụng thuật nghịch thiên để kéo dài tuổi thọ cho đối phương vài năm, thì cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi số mệnh luân hồi. Khi mà hồn phách của cha Đại Ngưu rời khỏi thân thể, Vương Lâm đã truyền vào đó một chút khí vận đặc biệt để kiếp sau ông có thể sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Thế nhưng ngay khi hồn phách của cha Đại Ngưu tan biến, trong đầu của Vương Lâm bỗng lóe lên một sự minh ngộ, và sự minh ngộ này ngày càng sâu sắc, đây chính là cảm giác mà suốt hơn 20 năm hóa phàm anh chưa bao giờ có được. Anh vội vàng hòa nhập sự minh ngộ này với cảnh mà mình đã cảm nhận được gần đây. Và ngay khi quá trình hòa nhập hoàn tất, thức hải của anh lập tức nổ tung. Khoảnh khắc này, Vương Lâm cảm thấy cơ thể của mình dưới sự dẫn dắt của một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu rời khỏi mặt đất, bay nhanh về phía vũ trụ vô tận. Chỉ trong một khoảng khắc, Vương Lâm đã rời khỏi mặt đất hàng triệu km. Trước mắt của anh chỉ là một hành tinh khổng lồ màu đất vàng. Hành tinh này anh đã từng thấy trong ký ức của cổ thần, chính là Chu Tức Tinh nơi anh đang ở. Ngay lúc này trong vũ trụ bỗng xuất hiện một ngôi sao băng khổng lồ, trên đó có một lão giả đang ngồi. Khi mà đi ngang qua Chu Tức Tinh, lão giả cố ý điều khiển sao băng dừng lại, sau đó nhìn bóng dáng của Vương Lâm ngạc nhiên rồi nói: "Không ngờ trên ngôi sao tu chân bỏ hoang này lại có người có thể cảm ngộ sâu sắc như vậy, nhưng với tu vi nguyên anh nho nhỏ của ngươi, đừng tham lam theo đuổi cảm ngộ thiên đạo ý cảnh, nếu không thứ chờ đợi ngươi chỉ là vạn kiếp bất phục." Nghe lời của lão giả, toàn thân của Vương Lâm không khỏi run rẩy, bởi lời chỉ điểm của đối phương khiến anh như là nhìn thấy một cánh cửa thần bí. Tuy nhiên, trước khi mà anh kịp cảm ngộ thêm, lão giả đột nhiên trầm giọng nói: "Lão phu là Thiên Vận Tử, hôm nay kết thiện duyên với ngươi, nếu ngươi có thể rời khỏi ngôi sao bỏ hoang này thì có thể đến Thiên Vận Tinh tìm lão phu, khi đó lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh, cho ngươi tu luyện theo lão phu suốt trăm năm." Nói xong thì Thiên Vận Tử lập tức vung tay, liền đánh thần thức mờ ảo của Vương Lâm trở lại thân thể trên mặt đất. Lúc này thì Vương Lâm đột ngột mở mắt thở hổn hển, toàn thân đầm đìa mồ hôi, vì anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng nếu không nhờ lão giả kia đánh thức thần thức của mình thì rất có thể bản thể của anh đã phản ứng bằng cách theo đuổi luân hồi thiên đạo thần bí đó. Nếu thật sự như vậy thì anh chắc chắn sẽ lạc lối trong luân hồi vô tận, bước vào con đường chết chóc. Nghĩ đến đây, Vương Lâm sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn vì đã được cao nhân chỉ điểm. Nếu không, mọi thứ mà anh khó khăn có được sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Đồng thời thì Vương Lâm quan sát trong đầu của mình một bức tinh đồ đột nhiên xuất hiện. Đây chính là thứ mà Thiên Vận Tử cố tình để lại. Sau khi quan sát kỹ, Vương Lâm phát hiện ra ở trên tấm bản đồ này có một hành tinh lớn hơn cả Chu Tức Tinh hàng triệu lần, và đó chính là nơi ở của Thiên Vận Tử. Điều này khiến Vương Lâm đầy kỳ vọng, anh cảm thấy nơi đây sẽ là chỗ để mình thực sự trỗi dậy trong tương lai. Tuy nhiên, điều mà anh không biết là từ giây phút này, anh đã bước vào một bàn cờ khổng lồ và bản thân chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể trong đó. Câu hỏi số 2, Vương Lâm đã cảm ngộ được bao nhiêu đạo bản nguyên? Vương Lâm từng bước đi từ một thiếu niên bình thường đến đỉnh cao, đã cảm ngộ và nắm giữ tổng cộng 14 đạo bản nguyên.
Thực chi bản nguyên có 6 đạo, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi. Mỗi một đạo trong ngũ hành bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có thể ngưng tụ thành chân thân riêng biệt và còn có thể hợp lại với nhau để tạo thành ngũ hành chân thân mạnh mẽ. Bản nguyên lôi cũng có chân thân riêng của nó. Hư chi bản nguyên gồm 4 đạo, sinh tử, nhân quả, chân giả, luân hồi. Mặc dù không tạo thành chân thân, thế nhưng sức mạnh của hư chi bản nguyên vẫn rất là hùng mạnh, mỗi đạo tượng trưng cho một cảnh giới độc nhất. Bản nguyên đặc biệt gồm 4 đạo, Thái Sơ, Mặc Diệt, Cấm Chế và Sát Lục. Mỗi đạo này cũng hình thành chân thân riêng biệt, đặc biệt khi mà bản nguyên Sát Lục kết hợp với Mặc Diệt. Chúng tạo thành Lục Mặc, một trong những thân phận mạnh mẽ nhất của Vương Lâm. Nhờ sự lĩnh ngộ và vận dụng thành thạo những bản nguyên này, Vương Lâm đã trải qua vô vàn gian nan thử thách, chiến thắng nhiều kẻ địch mạnh mẽ trong thế giới tiên nghịch. Cuối cùng khi mà luân hồi bản nguyên đạt đến viên mãn, Vương Lâm đã bước vào bước thứ tư của tu đạo, trở thành tu sĩ đầu tiên của thiên giới Tiên Cương Đại Lục đạt đến cảnh giới Đạp Thiên. Câu hỏi số 3, Lý Mộ Uyển về sau đã chết như thế nào và khi cô chết Vương Lâm có phản ứng ra sao? Trong tác phẩm tiên nghịch, Lý Mộ Uyển là nữ chính, một thiên tài luyện đan có tài năng xuất chúng. Tuy nhiên về sau cô đã chết và cái chết của cô đã để lại nhiều đau thương. Lý Mộ Uyển mất mạng tại Vân Thiên Tông, nơi cô và Vương Lâm từng đính ước. Nguyên nhân cái chết của cô chủ yếu là do hai yếu tố. Lý Mộ Uyển vì giúp đỡ Vương Lâm mà đã tiêu hao tuổi thọ của chính mình để chế tạo ngọc sản. Việc này cô lại giấu Vương Lâm, mặc dù cô có tiềm năng là đến Nguyên Anh Kỳ, thế nhưng do tiêu hao quá nhiều tuổi thọ nên tảng tu luyện của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến suy kiệt sinh lực và cái chết. Lý Mộ Uyển nhiều lần cố gắng đột phá từ kết đan kỳ lên Nguyên Anh Kỳ, thế nhưng mà thất bại hết lần này đến lần khác. Những thất bại này đã gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể của cô. Tuổi thọ của tu sĩ kết đan kỳ chỉ khoảng 500 năm và mỗi lần thất bại trong việc đột phá, cô lại tiêu hao thêm sinh mệnh, dẫn đến cái chết. Cuối cùng Lý Mộ Uyển qua đời tại Vân Thiên Tông, nơi cô và Vương Lâm từng có nhiều kỷ niệm. Khi mà Lý Mộ Uyển qua đời, Vương Lâm vô cùng đau đớn. Sau khi trả xong mối thù và đạt được nhiều thành tựu trong tu luyện, Vương Lâm đã trở về Vân Thiên Tông để ở bên cạnh Lý Mộ Uyển. Khi mà cô cố gắng đột phá lên Nguyên Anh Kỳ, Vương Lâm luôn ở bên giúp đỡ cô. Thế nhưng mà tiếc rằng tài năng của Lý Mộ Uyển không sánh được với Vương Lâm, cô lại chịu tổn hại nặng nề do hao tổn tuổi thọ trước đó, dẫn đến thất bại trong việc đột phá và cuối cùng tử vong. Khi mà chứng kiến Lý Mộ Uyển qua đời, tóc bạc trắng ngay trước mặt của mình, Vương Lâm thì vô cùng sốc. Anh đang bị Lý Mộ Uyển trong lòng và cố gắng đút cho cô nhiều loại đan dược, thế nhưng mà tất cả đều vô ích vì sinh mệnh của cô đã hoàn toàn dứt. Tuy nhiên Vương Lâm không từ bỏ hy vọng, sau cái chết của Lý Mộ Uyển anh không ngừng tìm kiếm cách hồi sinh cô. Cuối cùng sau rất nhiều gian khổ và thời gian, anh đã thành công trong việc hồi sinh Lý Mộ Uyển. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp tiên nghịch số thứ 13. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.